Ensuite, alors ici c'est un peu le slide dont je vous parlais, je pense que Tiếp c'est theo, ở important đây là một slide nhỏ mà tôi đã nói với các bạn. Tôi nghĩ nó quan trọng bởi vì chúng ta sẽ thấy được sự tiến hóa của đội nhóm với cách đội nhóm dần dần sẽ sang từ giai đoạn định hướng bởi người lãnh đạo đến giai đoạn có sự tương thuộc lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm để giải quyết các vấn đề. Điều đó có nghĩa là lúc ban đầu, khi trong nhóm mọi người chưa biết nhau, sẽ có một người là trưởng dự án, là người biết nhiều hơn về các vấn đề. Điều đó không có nghĩa là anh ta không thảo luận với những người khác, nhưng anh ấy có tầm nhìn về mọi thứ toàn diện hơn một chút và anh ấy nhất định sẽ định hướng cho những thành viên khác. Đồng ý không ạ? Vậy là chúng ta đang thực sự trong một giai đoạn được gọi là giai đoạn hình thành của nhóm dưới sự kiểm soát của người lãnh đạo. Người sẽ đưa ra định hướng cho nhóm. Vậy, đó là yếu tố đầu tiên. Sau đó, các hoạt động sẽ tiếp tục phát triển. Đội nhóm sẽ tự tổ chức bởi vì người lãnh đạo sẽ bận giải quyết những vấn đề khác. Cho nên, nhóm sẽ tự tổ chức hoạt động và sẽ gặp phải một chút xung đột. Đó gọi là bão trong đội nhóm. Điều này bình thường. Đó là một quá trình bình thường. Khi bạn có một người lãnh đạo đang ra lệnh, chúng ta nên làm điều này, chúng ta nên làm điều kia, thì chính người là người điều chỉnh các mối quan hệ giữa những người trong nhóm. Người lãnh đạo đó sẽ tự giải quyết những mâu thuẫn có thể xảy ra giữa những thành viên trong nhóm. Nhưng khi người đó rút lui do bận rộn với nhiệm vụ của mình, và cuối cùng chúng ta sẽ bước sang một quá trình thực hiện và tổ chức, thì có thể xảy ra những xung đột với từng người. Điều đó là bình thường. Mỗi thành viên sẽ tự đặt ra để biết ai sẽ làm gì và mọi thứ sẽ được làm như thế nào. Vì vậy, mới gọi giai đoạn này là giai đoạn bão tố. Tiếp theo, từ một tổ chức mang tính chất hơi xung đột một chút, các cuộc trao đổi sẽ diễn ra khi có một vấn đề. Nói chung, mọi người sẽ thảo luận với nhau về các vấn đề đó và chúng ta sẽ đi đến một đồng thuận giữa sự giao tiếp và sự gắn kết trong đội nhóm. Để cuối cùng, mối quan hệ giữa những người khác nhau trong nhóm sẽ bắt đầu bình thường hóa. Tùy theo các tiêu chí được thiết lập, điều lệ hoặc các tiêu chí ít thiết lập, việc đó sẽ cho phép thiết lập mối quan hệ giữa mọi người để tiêu chuẩn hóa nhóm này. Cuối cùng, bởi sự gắn kết này trong giao tiếp, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những người trong nhóm được thiết lập, và điều đó sẽ giúp giải quyết các vấn đề, khi đó đội nhóm đã thực sự có hiệu quả. Được không ạ? Người ta đạt được khái niệm về hiệu suất này theo thời gian sẽ đạt được một sức mạnh tổng hợp nhất định giữa những người khác nhau. Thì đội nhóm đã thành công khi cuối cùng kết quả 1 cộng 1 không phải bằng 2, mà kết quả 1 cộng 1 sẽ bằng 3. Điều đó có nghĩa là bạn đã thành công trong việc phát triển mối quan hệ giữa mọi người. Những quan hệ phụ thuộc lẫn nhau khiến rằng không phải chỉ là hai cá nhân mà bạn đang có, mà là một nhóm đang có sức mạnh tổng hợp của hai cá nhân sẽ trở nên mạnh hơn, trở nên vượt trội hơn so với sự đóng góp của cá nhân họ.